Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay là mình sẽ leo rank xếp hạng linh hoạt cho mọi người. Có gì nha mọi người.
Má lâu vậy ta? Rát hả mọi người? Để trong cái rát hả mọi người? Ra mọi người. Okay, như này đi ha mọi người.
ta? À, mình rủ hôm nay chơi nha mọi người. Alo alo. Đây ngay đây ngay đây. Nên mình sẽ đua với bạn mình nha mọi người. Ông bảo gì cơ? Không, mình bảo là bảo trong ý là trong nói với trong YouTube kìa. Hôm nay mình sẽ đua với thằng bạn mình nha mọi người, hiểu không? Oh yeah, có đồ ăn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông biết hộ tôi à? Rules are made to be broken, like buildings or people. Alo alo, ông đánh gì ít hay là cho nói con gì đi? Ok ok, ông cứ cho nói đi, ông cứ cho nói đi. Mà tem không áp kìa. Tôi đừng ra tour nữa. Không biết chơi còn nó áp chưa biết đánh áp còn gì cơ. Má gì lần kìa. Sợ chưa? Mất cái rồi khó chịu. Xe lát cũng được. Xe lát tại được. Tôi đéo chơi được AB đâu ông ạ, đi mẹ. Thế cứ chơi mới còn là thuận tay được sao? Sợ cá sấu à? Ôi ôi, da xua còn sợ cá sấu hơn nữa chứ. Ôi ôi. Ấy 120 ông cắm mắt lại chim nó giúp với không? Xí xí tôi chạy qua cướp ấy. Ông đứng đây này. 120 ấy. 30 seconds until minions spawn. Comfort breeds weakness. Ông bảo cái thằng mít đấy. Đồ thao cướp. Muộn đồ thao cướp.
Thầy vãi đái. Walk the killer's path. Đi xin giờ đang ăn rác nha mọi người. Má nó không chịu giúp kìa. Làm nó làm đường đi nó dọn hết rừng rồi. Không chịu giúp rồi, thằng đi nó dọn hết rừng rồi. Bực ca mình. Những chó bốt này mất bụi làm meo gì không biết. Rồi mình ăn quán cua, kiểm soát cua nha mọi người. Ok, nó mất băng khó, nó mất e rồi. Má nó về nó lên đồ luôn kìa. Vãi cả nhái. Hãy nhìn thấy đấm đau. Ok, ngon rồi mọi người. Bắn rồng ha mọi người. Ăn rồi té nha mọi người. Ok, té. Ôi, con cóc kìa, ngon quá, thôi chắc là con cóc kìa. Lại sợ, giờ thằng Ly ra chết đấy. Ok, té mọi người, ngon rồi. Catch their trail.
Ly kìa, ly kìa. Hai boss mình hay này. Được đấy. Nó lên cấp 6 sớm rồi nhỉ. Tinh thằng Ly rồi còn Ly. Thở lát cho chúng tôi. Tôi lên nó bụi nào ông ơi, ra đấm nó đi. Có thứ đốt đúng không? Có giảm 10 máu rồi đúng không? Ờ có giảm 10 máu rồi. Đốt bụi à. Nó mất thứ đốt rồi đấy, nó còn tốc biến không anh? Nó còn tốc biến. Thế là thế chắc khó giết rồi. Ở Lichin tốt rồi kìa. Ở Lichin ăn cao cua. Nó lao vào choáng không? Nó dùng ai thứ nhất luôn. Ôi có rác. A true hunter. An enemy has been slain. Đỡ nè ra. Ok. Quả đây ông mày e chúng là ăn rồi đó. Nãy quy chúng là ăn rồi đấy. Lúc của bụi hôn. Ê! Vậy đã sốc tôi luôn mà. Đi. Alo. Gì với ta? Có mắt hết kìa. Sao này quy chúng là R là chết rồi này. Cay thế. Monsters can be made to fear. Ăn thua cái giải này mọi người. Cái sâu xuống kìa. Té. Quay lại này, nhấp nhả, quay lại này. Không có bật quá. Chưa có rờ không? Ui, chưa có rờ. Chưa có rờ mà nó hộ báo thế không biết. Ok ngon rồi mọi người. Thank you.
Ê, cái Akali kìa. Dòng mà còn hổ báo nữa. Chuẩn bị dòng mà những ít nó hổ báo ghê ta. Lùng lửa nữa, bảy cả nhát. Akali móc rồi dưới trên giống nhà Akali vậy. Ăn mày cái nào. Nó bắt CP mà, nó không bắt. Nghĩ là bỏ cánh tốt thôi, giờ đánh cánh dưới thôi. Tốt và kệ nó. Má, quên ra rồng nhanh vậy. Vậy nhái nó ăn rồng kìa. Ăn tốc độ bình thường à. Tàng hình cái đầu mày, tàng hình cái đầu mày. Conquest. Bỏ mỡ rồi. Thằng này hay này. Mày còn cách đấu thế. Cái này múa. Múa. Có mắt mà nó không ấy nhỉ.
Rồi bất rồi thôi kệ nó. Thôi về lên đồ nha mọi người. Nhiều đồ quá rồi. Mình chơi lên đồ. Cứu em. Mẹ đang định về lên đồ mà. Ngoan rồi. An enemy has been slain. There is the hunter and the hunted. An ally has been slain. Rồng 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 nữa mọi người. Má mắc này mắc rồng nữa, không có chịu quá, không có mùi. I seek only the strongest. Đủ mà thằng nên nó muốn nó chạy trốn thật đấy chứ. Boss nha mọi người. Walk the killer's path. Thôi bắt cá sấu này. Ê lên xin kìa, chết cha rồi. Chết chịu rồi. Nhưng nó tới sớm quá. Còn mẹ đi xin nó ra sát đấy. Nó mà drone à? À đủ. Mấy thằng này liều nhỉ. Đâu có đâu. Ờ. Nó về.
nó đang thật kìa. Để không cho nó về, không cho nó về. Chắc có R rồi, hai game nữa có R. Nó đá à mày? Mày tin nó đá không? Hồi máu flash luôn cơ mà. Bảy ngái. Đánh kiểu gì còn hai spell thần. Chuẩn bị rộng ha mọi người. Rồng. Chết mơ. Sao không ai trả thằng Lee Sin vậy? Nó lộ lâm chứ kìa. Nha mọi người. Ôi ăn được này. Mà thôi nó có baron mà. Cái gì? Never fall. Để mít ha mọi người. Trời ơi, ra là giết ra rồi chứ. Về lấy áo chồng mọi người. Ok, chơi cấp 16 rồi kìa mọi người. Nó là mọi người đó. Để tốt thôi, để tốt mọi người.
ở đây nó làm cái gì mà bắt ở đây ghê nhỉ. Ê anh em mèn đi thôi, mình về đây này thì win hộ. Ok, win rồi ha mọi người. Chơi quả như dạ kháng. Đâu, vẫn về sau cũng đánh được mà. Đùa mà tôi với ông cái kết hợp không trận nào thua. Đỉnh thật. Có gì được một trận thua. Hay hay giờ tôi với ông đua đến khi nào thua thôi. Ok không? Tôi với ông á. Tôi ông như đánh toàn thắng rồi đúng không? Chưa thua ván nào hay là thua một ván đúng không? Chưa thua ván nào thì phải, chưa thua ván nào mà. À, anh em đánh 7 trận đi, 8 trận đi. Xong lúc đấy tôi về ăn cơm, rồi xong từ đấy không đánh nữa. Có mời nhưng mà bị out do thằng kia pick lên ga rồi. Cấm lên ga gì đấy. Ờ đúng rồi. Cấm threat nha mọi người. Xong mình dìm cấm biết ngay ra đi, cấm thread nha mọi người. Quay trở lại đây nha. Trời ơi, cái gì mà Riven. Chú Biden nữa, đã pick Riven còn đây là chú Biden nữa thì ôi trời ơi luôn. Thank you.
I seek only the strongest. Welcome to Summoner's Rift. Comfort breeds weakness. Kìa. Đặt tên là chú biết làm gì biết rồi đấy. Minions have spawned. Ok, bây giờ mình sẽ ăn ba bãi red này, bãi vòng rừng red này nha mọi người. Xong đấy mình sẽ qua rừng này. Cái này mà lui trước ha mọi người. Xâm lăng đừng nó nào mọi người ơi. Ê, mình nhảy nhầm rồi. Đất rét thì con, đáy thì con. Ôi nó mất ba queen này, mất ba queen này. Nó ta lag kìa. Mà đi đâu rồi? Đấy, nó kìa. Nó còn 3 quy mà ông Vi vẫn không bay lên là sao ta? A true hunter never rests. Mẹ đang có lợi thế. Vậy đây. 2-1 rồi còn lo được. Enemy has been slain.
đang có lợi thế cho mình. Tôi gác thật tốt. Rồi đâm băng, đâm băng này, đo được cái gì? Đâm băng này. Ui, thằng Mick thì thua kèo luôn kìa. Nãy giờ mày khó chứ giỡn. Đang ăn I seek only the strongest. Gì kìa? Bây giờ nữa này mọi người. Đánh boss trong rồng này nó mới cấp 5 này. There is the hunter and the hunted. Nó mới cấp 5 mà. Ui, không toán nó kìa. Đây. Ờ, gì đó ngày, toán pha đấy là mẹ ngon luôn. Hết chạy vào bãi luôn. Ui, ô đi bần này đánh hai được này. Cái gì? Gần đây đấy nha. Đi đâu? Ta rồi, gần đây rồi. Ai đi? Ta. Được đi. Ta rồi. Đó đâu rồi? Đó đâu rồi? Đi đâu? Vậy đi về nhà chứ đi đâu? Đào kêu cái trang qua thăm qua đùa cho được vậy. Thằng có bùa kêu cái thằng không bùa lo tai cho tai vậy. Có đồ có được đánh không thần này muốn bị lại mày. Bắn xuống hết mồm, rồi abort rồi, Để tôi có sức giả này lấy chủ luôn nè. Lấy không? Để là thôi.
mấy ít trụ về về mua đồ. Ok ngon rồi, tá tá tá, về mua đồ, về mua đồ. À, anh đã mất flash rồi nha mọi người. Ôi trời ơi, lợn. Mẹ mày, chó này. Hết cả hồn. Monsters can be made to fear. An enemy has been slain. Rồng rồng rồng, nó ăn rồng kia. Ôi trời ơi, sao được, sao bạn ấy đỡ được. Rồng 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 ngon, rồng ngon. Ê cho gắt kìa. Cứu. Nó cắn luôn mà, nó cắn luôn mà. Nó đá à mày. Chủ mày chưa, ông chưa có đồ mà bắn được thế. Mày đá. Chưa lên bóc diệt mà cứ như lên bóc diệt rồi chứ. Không, mới dậy ở đây dậy về mà dậy lại luôn, nãy giờ được chắc hai game không một game. Hết quy chưa? Hết quy chưa? Hết quả đồ quẩy chưa? Ui dồi ôi, khó chịu thế. 4 thằng bắt khó chịu nhỉ?
Bạn nó biết chơi hay chưa? Anh sẽ giả nào anh em ơi. Mày kèo tốt hai con này không? Lên nào bắt con chó lợn này, bắt. Ok ngon rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.